Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả đã đến với kênh của Hoa Nhà Duyên. Hôm nay thì nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu hoa gói gồm 20 bông hoa sáp các màu tông hồng mix cùng nhau. Ở đây mình sẽ sử dụng hoa sáp 4 lớp cùng với lại vài bông hoa mao lưa màu trắng nha các bạn. Đối với cái mẫu hoa này thì mình sẽ gói mix cùng lá táo và sẽ gói bằng giấy xốp hàn phối cùng với lại giấy lưới màu trắng nha. Bây giờ thì các bạn cùng theo chân mình làm mẫu hoa này ha. Khi mà gói một mẫu hoa quá nhiều các loại hoa thì các bạn nhớ là cắm mình quan sát ha, để cho các màu hoa nó được phối hợp hài hòa với nhau, cũng như là vị trí của các lá táo á, mình cắm nó sẽ hài hòa, nó không có bị dồn về một phía bên nào nhiều quá, mà nó sẽ cái bố cục của nó sẽ rải đều như vậy thì nhìn bó hoa của mình nó sẽ hài hòa cũng như là nổi bật hơn nha các bạn. Đối với cái kiểu này thì mình sẽ cắm hơi nghiêng xuống một chút xíu, nó sẽ dạng như là một mặt thì mình có thể thấy được các hoa luôn đó các bạn. Như vậy thì bó hoa của mình thì sẽ to hơn nha. Gói bó hoa này ha, ở đây mình sẽ lót một cái lớp mắt màu trắng ở dưới để cho bó hoa cũng sẽ được nổi bật hơn nha các bạn. Thank you.
Thank you.